Và chúng ta đang theo dõi chương trình Vani in Wonderland. Các em thân mến, ngày hôm nay chắc chắn là chị Vani sẽ mang đến cho các em một cái điều thực sự là bất ngờ và ấn tượng. Bởi vì là chị Vani sẽ hướng dẫn cho các em một chút xíu sáng tạo nè. Chúng ta sẽ chơi với lại rất là nhiều màu sắc nè. Chưa kể chúng ta còn được tưởng tượng rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà chị Vani sẽ không làm mất thời gian của các em đâu. Chị Vani đã giới thiệu rồi thì phải có liền thôi. Đó chính là bộ đồ chơi đất sét breakfast set. Chị bạn này sẽ mở hộp ra nha. Coi nè. Ôi, quá trời, rớt mất tiêu rồi. Đây, chị bạn này sẽ giới thiệu từng cái cho các em nha. Rồi, đầu tiên đó chính là ba hộp màu. Đây là màu gì đấy? Xanh dương ha. Đây là hộp đất sét màu vàng nha. Đây là hộp đất sét màu đỏ. Đây, đố các em là cái gì? Đây chính là một miếng bơ phô mai. Đó, lát hồi chị Vani sẽ chỉ cho các em làm rất là giống thiệt luôn á. Còn đây, đây là cái gì? Đây là cái ly uống nước đúng không? Đây, chị Vani tin là sẽ có một số bạn đã ăn cái món này rồi. Đó chính là bánh mì sandwich. Đây, chị Vani để lên đây. Tiếp theo, ta-da, đây là bánh cookie. Còn đây, nếu như mà bạn nào mà thích ăn buổi sáng món trứng ốp la thì chắc chắn các bạn đã sẽ biết món này, sẽ biết cái này. Đây chính là trứng ốp la chị Vani vừa nói nè. Rồi, ta-da, đây là gì đây? Đây, ở trong này có rất là nhiều những cái tạo hình liên quan tới đồ ăn luôn đó. Ví dụ nha, ở phía bên đây nè, chúng ta sẽ có thể tạo hình thành được một chiếc bánh sừng trâu cực kỳ ngon luôn. Ở đây thì có miếng phô mai nè. Ở đây sẽ là một miếng cam ăn tráng miệng. Ở đây có xúc xích nữa nè. Rồi có thêm cà chua nữa. Nói chung á là chỉ với một cái miếng dụng cụ nhỏ nhỏ đỏ đỏ này thôi mà các em đã tạo hình được rất là nhiều món ăn rồi. Còn đây đó chính là một cái dụng cụ mà để chúng ta có thể lăn cán và tạo ra những cái món ăn khá là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu pha chế và nấu ăn thôi. Bánh mì sandwich thì màu vàng cho nên là chị Vani sẽ dùng đất sét màu vàng ha. Đây là bộ đồ chơi mà chị Vani đã chơi rất là nhiều lần rồi cho nên chị Vani cực kỳ thích luôn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lấy ra một miếng nhỏ nhỏ như thế này thôi, cỡ như thế này thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào trong miếng sandwich và cán nó như thế này nè. Đó, các em thấy chị Vani làm nè. Cán ra chính xác. Nhưng mà để như vậy thì nó sẽ không có đủ ép sát lại cho nên chúng ta sẽ dùng tay cái này. Mình sẽ lăn cho sát đứt sét của mình nè, dính vô trong hộp đồ chơi nè. Rồi. Đó. Khi mà các em lăn như vậy xong á thì nó sẽ có những cái miếng đã bị trồi ra ngoài thì chúng ta sẽ lấy những cái miếng đó ra để cho miếng bánh mì sandwich của chúng ta thêm hấp dẫn và thêm thơm ngon ha. Rồi, chị Vani đã ép sát đất sét vào trong một cái tạo hình như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ra. Nhưng mà cách lấy ra dễ dàng nhất là chúng ta sử dụng một ít đất sét nữa. Chúng ta sẽ chậm vào từng cái góc nè. Đó, các em thấy chị Vani làm không? Chậm vào từng góc như thế này nè. Thì cái miếng đất sét ở trong nó sẽ tự bung ra ha. Chị Vani sẽ để ở đây. Hồi nãy chị Vani vừa nói là chị Vani rất là thích ăn xúc xích, cho nên là chị Vani sẽ làm xúc xích. Và ban đầu chị Vani có giới thiệu rồi, xúc xích đó chính là cái khung này đây, cái khay này đây. Chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ để làm xúc xích nha. Rồi, tại vì cái khung này nó cũng hơi nhỏ nhỏ cho nên chị Vani chỉ lấy ra một chút xíu thôi. Mình sẽ để lại đúng vị trí nè và bỏ đất sét vào cái khung này. Rồi, và như những gì chúng ta đã làm, hãy lăn nó. Bắt đầu lấy ra những cái phần dư thừa của miếng xúc xích ha. Rồi. Và sẽ sử dụng một phần đất sét để tách
miếng xúc xích này ra khỏi cái khay tạo hình. Ta-da! Chúng ta đã có miếng xúc xích rồi, cực kỳ là thơm ngon luôn. Và các em thấy không, giống thiệt y như thiệt luôn, giống y chang luôn. Thế này, bây giờ đã có bánh mì sandwich, đã có xúc xích, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm gì nè? Chúng ta sẽ làm thêm một ly cà phê hay là làm thêm trứng cúp la? Trứng cúp la nha. Trứng cúp la thì chúng ta sẽ làm màu vàng chầm đỏ ở trong nè. Đây rồi, một miếng trứng cúp la. Tiếp theo nữa thì chị Bunny sẽ làm cà chua để ăn kèm chung với lại sandwich, xúc xích và trứng cúp la. Cà chua thì sẽ có màu đỏ cho nên chị Bunny sẽ lấy màu đỏ. Tiếp tục lấy đi những phần dư thừa và chúng ta sẽ có một miếng cà chua cực kỳ thơm ngon luôn. Đúng rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm nước uống tiếp tục cho phần ăn sáng của chúng ta. Nước uống để chị Bunny xem coi. Nước uống mà chị Bunny thấy ngon nhất từ đó đến giờ chị Bunny uống đó chính là món soda. Mà soda thì nó rất là nhiều màu, cho nên là bây giờ chúng ta còn hai màu còn lại thì chúng ta sẽ làm soda xanh nha. Vậy là chúng ta đã có một ly soda rồi. Nhưng mà chưa, chị Bunny vẫn còn muốn trang trí lên cho nó đẹp nữa. Đây, ly soda của chúng ta đây. Và chúng ta sẽ trang trí giống như ở trong nhà hàng chị Bunny ăn. Đó chứ. Như vậy là chúng ta đã xong cái bữa ăn rồi. Nhưng mà để như vậy thì mình sẽ ăn không ngon đâu. Cho nên là chị Bunny sẽ bây giờ sẽ kẹp lại nha. Mình sẽ ăn sandwich nè. Rồi sẽ để ốp la lên. Mình sẽ để sandwich, xúc xích lên. Hai miếng xúc xích luôn. Sau này mình kẹp sandwich lại. À, còn cà chua nữa. Còn cà chua vào đây. Úc gì ở đây có màu xanh lá cho chị Bunny làm thêm dưa leo nữa ha. Ăn dưa leo nó cũng mát lắm á. Rồi chúng ta đã có một bữa ăn sáng. Nghe mùi thơm á, ngon quá. Nhưng mà các em đừng có ăn thiệt nha. Tại vì chị Bunny làm chị Bunny thấy giống thiệt quá. Mà nhìn cũng ngon, thật là ngon nữa. Thơm ơi là thơm à. Nó coi như là ăn xong rồi. Bây giờ chúng ta uống nước. Rồi, còn các em thì sao? Các em đã sẵn sàng để có một bộ đồ chơi như thế này và làm giống chị Bunny chưa? Rồi ha. Rồi, như vậy thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm một bữa ăn thôi. Còn bây giờ chị Bunny ăn xong rồi, chị Bunny đi chơi đây. Bye bye các em. Đừng quên theo dõi chị Bunny ở chương trình sau nha.